Điều gì sẽ xảy ra nếu vô tình phá hoại tác phẩm nghệ thuật? Một ngày nọ tại viện bảo tàng, một cậu bé vấp ngã, anh ấy đã không nhận ra cho đến khi đã muộn. Thứ đó, thứ anh ta vô tình chạm phải là một bức tranh trị giá 1,5 triệu đô la. Tiếc là tay anh ấy đã xuyên qua nó. Nếu anh ta không vấp ngã thì câu chuyện đã khác. Bức tranh bông hoa của Paolo Papozza, đó là một trong những bức tranh hiếm nhất trên thế giới. Một ngày nọ, một cặp vợ chồng già đến bảo tàng tham quan. Họ dừng lại nhìn vào chiếc đồng hồ vô giá. Đó là lúc người đàn ông phớt lờ tấm biển lớn cấm chạm vào, và không ngoài dự đoán, anh ấy chạm vào chiếc đồng hồ và nó rơi khỏi tường và tạo ra tiếng ồn rất lớn. Nó vỡ thành nhiều mảnh, khiến bảo tàng phải đăng lên mạng xã hội với dòng tweet giận dữ. Một ngày nọ, một người đàn ông trên TV đang cầm trên tay một bộ phim cổ. Cuộn phim này rất đặc biệt và vô giá. Nó chứa bản ghi âm duy nhất của Thomas Edison và chủ tịch Benjamin Hezisi trò chuyện. Nhưng khi anh ấy đang trình diễn hiện vật với nhiều thao tác mạnh mẽ và thiếu sự cẩn thận, nó bất ngờ bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Người đàn ông chỉ biết đứng đó bất động.